Ngày 10 tháng 7, thông tin với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, lãnh đạo văn phòng 2 Trung ương Giáo hội cho biết, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thống nhất cấm Đại Đức Thích Nhuận Đức thuyết giảng vô thời hạn, dưới mọi hình thức, vì đã thuyết giảng không ái ngữ, đã có lời khiếm nhã đến đồng bào dân tộc Khmer. Liên quan tới các phản ánh, bức xúc của dư luận, đặc biệt từ bà con Khmer, về những lời, thái độ khiếm nhã của Đại Đức Thích Nhuận Đức trú xứ tại Tổ đình Hộ Pháp, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong một video năm 2023, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thống nhất quyết định gia tăng hình thức kỷ luật đối với vị này. Cụ thể, thông tin với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, lãnh đạo văn phòng 2 Trung ương Giáo hội cho biết, chư vị giáo phẩm đặc trách các hệ phái đã thống nhất, cấm Đại Đức Thích Nhuận Đức thuyết giảng vô thời hạn, dưới mọi hình thức. Đồng thời, Đại Đức Thích Nhuận Đức phải thành tâm sám hối với Trung ương Giáo hội và hệ phái Phật giáo Nam Tông Khmer, xin lỗi đồng bào và Phật tử Khmer. Đại Đức Thích Nhuận Đức thực hiện biệt chúng sám hối đúng luật Phật. Thời hiệu thực hiện việc sám hối không thời hạn cho đến khi Ban Thường trực Hội đồng Trị sự có chỉ đạo thay đổi biện pháp sám hối. Việc giám sát Đại Đức Nhuận Đức thi hành kỷ luật được Giáo hội giao Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Ban Quản trị Tổ đình Hộ Pháp chịu trách nhiệm. Trước đó, Đại Đức Thích Nhuận Đức bị nghiêm cấm thuyết giảng dưới mọi hình thức trong vòng một năm. Sau một năm, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu báo cáo về đạo hạnh, việc hành trì oai nghi, giới luật của Đại Đức Thích Nhuận Đức. Ngày 9 tháng 7, Đại Đức Thích Nhuận Đức cũng đã một lần nữa đến văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sám hối, trình bày lời xin lỗi về vụ việc trên.